Leo Văn Minh, chào anh em và các bạn. Hiện tại bây giờ là 11 giờ 12 phút thứ tư ngày mùng 4 tháng 12, tức là ngày mùng 9 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Sáng nay trời bắt đầu rét giá ấy. Trời sáng nay trời bắt đầu rét giá. Và như dự báo thời tiết, cái đợt rét giá này khá dài. Và thời tiết tình hình từ giờ trở đi trong thời gian gần đây sẽ như thế này. Sẽ là hanh khô, giá rét. Đêm và sáng sớm trời rất là giá rét. Bắt đầu đi đau tay rồi, và rét buốt rồi. Mình gọi là rét đậm rồi các bạn ạ. Rét đậm, rét hại rồi đấy. Nếu như với thời tiết này thì vải thiều lục ngạn năm nay cũng như vải thiều nói chung năm nay lại được mùa. Rất mừng cho bà con, cho anh em, cho mọi người. Có một thời tiết rất đẹp. Vừa rồi mình đi thăm vườn thì mình thấy có một số hiện tượng như này, cho mình đã vội cầm điện thoại ra quay lại chia sẻ cùng các bạn. Cây vải này chính là cây vải mình vẫn gọi là cây vải làm lần lộc thứ năm ấy, thì lộc năm của nó bây giờ đang đỏ đỏ các bạn ạ. Về kế hoạch của mình thì 1-2 hôm nữa mình đã khoanh những cây lộc đỏ này nhá. Thì mình vẫn giải thích rồi, khi cây muốn ra lộc nhanh thì chúng ta dùng phân đạm. Khi đã ra xong rồi, muốn giả nhanh thì chúng ta dùng kali để chúng ta làm thật là giả. Còn lộc cuối cùng và muốn già nhanh nữa, ngoài dùng kali, chúng ta còn dùng khoanh. Biện pháp khoanh và phun HPC. Tất nhiên phun HPC để cho làm bộ lá mau thành thục thì chúng ta phun với mức rất thấp. Mình phun 1,5 ml trên 1 lít. Thấp hơn mức của họ rất là nhiều. Nhưng nó vẫn dụng lộc. Vậy thì có thể mình phun để thành thục lộc thì mình chỉ phun với mức khoảng độ 1 ml trên 1 lít thôi. Để thành thục lộc. Vậy là mình tại sao mình quay cây vải làm 5 năm được lộc này? Thì mình chỉ quay cái hoàn cảnh của cây vải này thôi. Chứ mình không chủ yếu nói về cây vải 5 được lộc. Mình nói về cái cành vải tháng 3. Mình ghép ở dưới này. Mình chặt bỏ đi rồi nhưng có cành dưới nó mọc lên mình kệ nó. Mình chẳng quan tâm. Cái cành vải tháng 3 mình vừa ghép. À, mình khoanh cho các bạn nhé. Bật flash lên ở dưới nó tối. Đây, mình khoanh đây. Mình mới khoanh các bạn ạ. Mình không nhớ bao nhiêu, giờ bao lâu rồi mình không để ý. Vậy cây vải tháng 3 này mình khoanh. Và vải tháng 3 bây giờ đang giai đoạn nhú lộc, à nhú hoa. Và mình đã đưa điện thoại thật chậm, các bạn nhìn. Mình sang bên này. Vậy thì cái cây vải này là cây vải ra 5 lần lộc. Và cái cành vải này là cành vải tháng 3. Mình chặt cành trên rồi, như dưới nó vẫn nhú lên. Cho mình kệ nó, để các bạn nhìn. Thì cây vải này mình đang kích lộc nhé. Và vừa rồi mình rắc kali. Thời gian trước mình kích lộc, rồi mình rắc kali cho lộc ngắn lại. Thì cành vải là cành vải tháng 3 lắm, ở trên gốc vải, tại vải thiều. Các bạn quan sát thật kỹ. Vậy cây vải này nhá, mình rắc đạm này, rồi rắc kali này, rắc lân. Và vừa rồi mình rắc thêm một, phun lên một lần. Cái NMKP ra mình không nhớ tên là gì. Tức là nó lân nhiều và kali nhiều. Và các bạn quan sát. Cây này mình chưa phun HPC nhá. Vậy khi mình khoanh thì lộc nó bắt đầu hơi nhú các bạn nhìn này. Lộc hơi nhú. Thì các bạn biết rồi, cành vải tháng 3 này mới nhú thôi. Mình bỏ lại nhá. Đây cành ở đây. Mình cắt nó đi, nó nhú lên đây. Nhú. Chắc trong 1 năm thôi. Lúc ấy mình đốn đi thì mình không để ý cho nó còn lộc này nó mọc nhú lên. Trong 1 năm mà nó mọc bằng dài. Vậy lộc tháng 3 này mọc cực dài. Như cành này nó mới nhú đây. Nó mới nhú lộc đỏ bởi vì lúc ấy mình không để ý. Cứ cành nào mình khoanh. Thì các bạn nhìn này. Lộc của nó đáng lẽ nó dài độ khoảng độ 30 phân, 20 phân chẳng hạn. Như đây vừa nhú cái, nó nhí nhí cái được một lộc, một cái lá này, hai cái lá. Thì mình khoanh luôn. Và các bạn nhìn thật kỹ, mình quay thật sát để mình từ từ mình đưa cái lá ra. Các bạn nhìn kỹ nhá. Đầu lộc nó đáng lẽ nhí ra mà mình không khoanh, mình kệ nó thì nó dài. Nhưng vừa nhí ra mình khoanh ngay, cái đầu lộc nó chun lại. Các bạn nhìn này. Trong này đã hình thành mầm hoa rồi nhé các bạn nhé. Đây cục 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 là hoa. Đây cục hoa. Cành bên này. Đây nhũ hoa rồi các bạn ạ. Đây cành bên này các bạn nhìn thật kỹ. Các bạn nhìn thấy cái đầu lộc của nó rất to không? Rất là to. Chun lại. Vậy đây chính là tác dụng của việc khoanh này. Phun. Phân vân lá, dầu lân và kali. Bây giờ mình xem tiếp cái ngọn ở trên này nhé. Tất nhiên cành này mình không quan tâm nhé. Nó rang ra cả nó mình chẳng cần biết đâu. Đây. Cái này mình chưa phun HPC nhé. Mình mới dùng đạm rắc trước để ra cái vải vải thiều ấy.
Mình dùng kali này để ức chế cho nhanh già này. Rồi sau phun kali, lân vào kali nhiều, thì bây giờ các đầu lộc nó đang chuẩn bị lại hình thành bông hoa, lá đang non nhưng vẫn hình thành bông hoa, các bạn nhìn nhé, nhìn kỹ ở dưới có mấy cái đen đen đấy, chỉ là hoa nhé, lá chưa cần phải giả phải ban vẫn nhũ hoa được. Đây đây các bạn nhìn, đây mầm này cũng là một cái rất là chi tiết tiêu biểu, mình chưa cần phải dùng HPC và đầu lộc nó ngắn ngủn thế này rồi. Đây phun được cái nó ngắn luôn luôn, nó được có vài phân. Vậy thì chúng ta những cái vải đã đang nhú đang đỏ vải thiều nhé, bây giờ ấy tới bây giờ thì vải chúng ta nhú là muộn, quá muộn rồi, bởi vì lập trước lập đông có 18 ngày thôi. Vậy thì cách làm của mình với những cây lộc đỏ lộc non như nào chính là như này nhé, các bạn đừng đợi nó lộc nó ban, nhú ra cái khoanh hết, vừa nhú cũng khoanh kệ nó, chúng ta cứ khoanh. Cái này chúng ta có thể dùng kali và lân như loại mình phun đấy, thì mình nói lại, thứ nhất dùng kali để cho ngắn lại, khoanh nó ngắn lại và dùng kali lên lần đấy nó ngắn lại đây nhú hoa nhé. Cho những cây vải mà ban bánh tẻ bình thường thì không nói, nhưng mình vải ban bánh tẻ bình thường năm nay mình sẽ khoanh sau đông chí, trước sau đông chí, trước thì mình định sẽ khoanh sau đông chí, nhưng hôm nay trời rét này thì thời gian này là thời gian ủ hoa cực kỳ tuyệt vời rồi, cho nên mình không lo, mình sẽ làm giống như năm 2018 19, đó là khoanh nửa vườn trong này trước đông chí và làm vườn trúc hai ruộng sau đông chí. Vậy thời tiết bây giờ, hiện tại bây giờ trước đông chí 18 ngày nó hanh như này mà nó kéo dài tương đối dài, mình xem thời tiết rồi, ngày mai ngày kia bắt đầu mới giá rét hơn cơ, hôm nay vẫn chưa ra rét, ngày mai mà kia giá rét mà kéo dài được tuần chẳng hạn thì chúng ta đủ thời gian gọi là cảm giác ủ hoa rồi, chưa nói gì còn tháng giêng nữa, tháng giêng của dương lịch nhá. Vậy năm nay theo mình nghĩ là tận giờ lại thuận lợi cho quá trình ra hoa đấy, trước mình đoán có thể là hanh ẩm ẩm nóng, như bây giờ mình phải xem thời tiết tận giờ nhé các bạn nhé. Nhưng nếu không may sang tháng 1 dương lịch nó lại mưa ẩm thì lại không biết nào. Cũng giống như là năm 2018, thời gian đầu đông cực kỳ hanh khô, thuận lợi cho quá trình ra hoa. Nhưng đến khoảng giữa mùa đông, tức là bây giờ khoảng mấy ngày nữa, thì lại mưa rầm rề. Thì chẳng biết nào, trời tiết mà, trời mà ai biết được trời nào. Vậy bây giờ, nếu như mà cứ hanh khô giá rét này này, thì sẽ điều kiện ra hoa rất thuận lợi. Nhưng nếu sang tháng 1, tức là khoảng độ 1 tháng sau mà lại mưa thì vải thiều này lại có vấn đề. Và cái lưu ý nữa, thời tiết hanh khô giá rét này rất thuận lợi cho quá trình ra hoa. Tuy nhiên, chúng ta biết hanh khô quá lâu và một số bạn đã khoanh vải lâu rồi ấy, thì chúng ta chú ý vấn đề nước trong cây nhé. Bởi theo chia sẻ của mình biết nhiều người, rất nhiều bạn đã để cây chết rồi. Không phải các tỉnh khác, các huyện khác, mà cả Lục Ngạn mình, cả xã Nghĩa Hồ mình cũng có nhiều người bị chết cây rồi. Cho nên chúng ta cũng phải chú ý vấn đề. Tuy rằng khi làm lộc vải cuối cùng chúng ta cần phải thời tiết hanh khô giá rét thật, nhưng mà khô nó phải tương đối thôi. Khô quá, khô cục bộ mà chúng ta khô quá ấy, chúng ta mà khoanh lâu rồi ấy, thì chúng ta cũng phải chú ý nhé, đừng để quá khô dẫn đến hiện tượng chết cây nhé các bạn nhé. Ở video này mình thấy hiện tượng như vậy, mình ra quay vội và chia sẻ với các bạn như vậy. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Chúc các bạn năm 2019-2020 được mùa hoa mùa quả đẹp.